Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên, Hà Nội bị bắt cóc ngay trong khu đô thị, cách nhà chỉ 10 mét để đòi gia đình 15 tỷ đồng tiền chuộc, không chỉ khiến dư luận quan tâm bởi các tình tiết đặc biệt của nó, mà còn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh giác cho các bậc phụ huynh. Theo các chuyên gia tội phạm, với những vụ bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản mà nghi can chuẩn bị âm mưu, kế hoạch từ trước, các chuyên gia tội phạm cho biết, trước khi gây án, đối tượng thường xác định mục tiêu nhằm vào các gia đình giàu có. Sau khi bắt cóc, chiếm đoạt được trẻ, chúng bố trí nơi giam giữ rồi tính toán biện pháp liên lạc với gia đình nạn nhân để đưa yêu sách về tiền, tài sản. Con cái là tài sản quý giá nhất, không gì có thể so sánh được. Chính vì thế, khi hay tin con trai bị bắt cóc, anh Nguyễn Xuân Chiến, bố của nạn nhân vụ bắt cóc cho biết, khoảnh khắc mất con, đối với anh tiền không còn ý nghĩa gì cả. Theo anh Chiến, khi nhận được tin con bị bắt cóc, dù lo lắng cho an nguy của con, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, động viên vợ phải vững vàng tâm lý, tập trung vào phối hợp với lực lượng chức năng trong việc giải cứu con. Tất cả mọi cố gắng nỗ lực của gia đình nạn nhân đều xoay quanh việc đáp ứng yêu cầu của đối tượng bắt cóc. Cựu thượng úy cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Đức Trung, đó là cố gắng gom đủ số tiền 15 tỷ đồng để cứu con. Thời điểm này, Trung liên tục gây sức ép cho gia đình nạn nhân. Anh ta đưa ra mốc thời gian cụ thể phải đưa tiền, đe dọa bố mẹ cháu bé nếu không thực hiện yêu cầu sẽ mất con. Nhận thấy sự nguy hiểm sẽ xảy ra với con trai khi đối tượng bắt cóc không được đáp ứng yêu sách về tiền chuộc, vợ chồng anh Chiến đã huy động nhiều nguồn, gom gần đủ số tiền 15 tỷ. Sau khi nghe gia đình anh Chiến trình bày về sự khó khăn khi huy động số tiền lớn trong thời gian ngắn, ngân hàng đóng cửa, đối tượng bắt cóc đồng ý với số tiền chuộc là 13 tỷ đồng. Trong quá trình đối tượng di chuyển, người mẹ bé trai có tên viết tắt là chị H cầu xin tên bắt cóc cho con được ăn uống. Nghi phạm mua bánh mì nhưng cháu bé không dám ăn bởi sợ bánh mì tẩm thuốc độc. Khi khát nước, bé trai xin kẻ bắt cóc được uống nước. Gần 2 giờ sáng ngày 15 tháng 8, kẻ bắt cóc tiếp tục gọi đe dọa. Tao đã dặn rồi mà mày không nghe lời tao à? Một mình vợ mày lái xe lên đường ngay. Nghi phạm Nguyễn Đức Trung đe dọa. Sau đó, theo yêu cầu của kẻ bắt cóc, chị H đã một mình lái xe, mang theo hơn 13 tỷ đồng ra khỏi nhà. Đến hơn 2 giờ, đối tượng tiếp tục gọi điện yêu cầu chị H đi xe tới cầu Thanh Trì, rồi sau đó bắt chị lái lòng vòng qua nhiều điểm khác nhau, từ nội thành ra ngoại thành, rồi cuối cùng là lên cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẻ. Theo chỉ dẫn của kẻ bắt cóc, chị H lái xe đến gần nút giao Vực Vòng, đoạn qua địa phận thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Lúc này, kẻ bắt cóc yêu cầu người mẹ dừng xe sát lề đường bên phải trên cao tốc. Hắn đứng chờ ở đường gom bên dưới. Nghi phạm yêu cầu chị H mở cửa xe, xách túi tiền, bước qua dải phân cách đi xuống đường gom. Chị H xác định giây phút đó, nếu có phải đánh đổi cả tính mạng của bản thân đi chăng nữa, thì chị cũng phải cứu con mình cho bằng được. Không chấp nhận một lần nữa đánh mất con trai, người mẹ chặn đầu ô tô dù chiếc xe vẫn đang di chuyển chậm. Từ trong ghế lái, kẻ bắt cóc nói sẽ thả con tin sau khi đi được vài trăm mét. Mẹ bé trai không chịu, đu theo cánh cửa ô tô, vừa nói vừa khóc. Hôm nay anh có đâm chết tôi cũng phải cứu được con. Dường như hiểu được tấm lòng người mẹ, kẻ bắt cóc bấm nút mở khóa cửa để nạn nhân ra khỏi xe từ hàng ghế sau. Ôm con vào lòng, người mẹ òa khóc. Theo dõi từ trụ sở công an, anh Chiến như được cởi lớp vỏ bọc phải cứng rắn, bình tĩnh, mạnh mẽ trước đó. Anh quay sang ôm chầm lấy cán bộ công an, bật khóc. Ngay sau đó, Trung bị lực lượng chức năng công an thành phố Hà Nội tiến hành áp sát vây bắt vào lúc 5 giờ sáng ngày 15 tháng 8. Sau khi bị ép vào một đường cột, phát hiện bị lực lượng công an vây bắt, Trung đã chống trả quyết liệt, dùng súng bắn bị thương một cán bộ cảnh sát hình sự công an quận Long Biên. Theo các chuyên gia tội phạm, để phòng ngừa có hiệu quả loại tội phạm này, cha mẹ cần nói với trẻ về nạn bắt cóc trẻ em và hậu quả của nó một cách dễ hiểu nhất, tạo ấn tượng cho trẻ rằng cần phải cảnh giác trước những gì không bình thường xảy ra với mình, cẩn thận trong sinh hoạt, đi lại, giao tiếp. Phụ huynh cần phải nói với trẻ biết những người có thể tin tưởng, gồm thầy cô giáo, chú công an, chú bộ đội, bác bảo vệ cơ quan, nhà trường. Ngoài ra, cần dạy trẻ nhớ thuộc lòng họ tên, số điện thoại của cha mẹ, địa chỉ nhà, nhưng không tùy tiện tiết lộ cho người lạ. Đặc biệt, phụ huynh cần dạy con không được nói chuyện hay đi theo người lạ, vì trong vụ án trên,
nạn nhân đã dừng lại và trả lời câu hỏi của đối tượng Nguyễn Đức Trung khi anh ta tang hỏi phu vơ kia có phải là nhà chú Tuấn không. Cậu bé tập trung vào câu hỏi và trả lời không phải. Chỉ mất vài giây, bé trai đã bị Trung kéo vào xe ô tô đưa đi. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần dạy trẻ tuyệt đối không ăn uống bất cứ thứ gì mà người lạ đưa, đề phòng những món quà, bánh kẹo, nước ngọt đó có tẩm thuốc mê. Dạy cho trẻ kỹ năng ứng xử khi bị người lạ kéo, dắt, lôi đi bằng cách huấn luyện, để trẻ biết kêu gào, khóc thật to để gây sự chú ý cho những người xung quanh. Các cơ sở giáo dục đào tạo cần tăng cường những chương trình tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm cho trẻ em trong tình huống nguy hiểm. Tùy thuộc từng tình huống cụ thể sẽ có cách ứng xử phù hợp với từng cháu bé, ở từng độ tuổi và nhận thức khác nhau. Tuy nhiên, một số nguyên tắc chung đảm bảo an toàn cho trẻ như giữ bình tĩnh, tỉnh táo, nghe lời đối tượng. Nếu có thể, trẻ tìm cách tạo ra dấu vết và cơ hội kêu cứu. Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng cần xây dựng ý thức cộng đồng cao hơn. Mỗi người cần tự nhận thấy trách nhiệm phát hiện nguy cơ bất ổn trong khu dân cư, trường hợp không bình thường, phải có trách nhiệm tố cáo bắt buộc. Như trong vụ bắt cóc này, những nhân chứng trước đó đã từng thấy nghi phạm Nguyễn Đức Trung đội mũ, bịt khẩu trang ngồi trong xe ô tô Kia màu trắng nhiều giờ đồng hồ, trước thời điểm Trung gây án khoảng 1 tuần. Nhân chứng này đã thông báo nhưng không được lực lượng bảo vệ khu dân cư kiểm tra và có biện pháp xử lý phù hợp. Với việc bắt cóc bé trai, sau đó đòi 15 tỷ tiền chuộc, nhưng gia đình chuẩn bị được 13 tỷ để đưa cho Trung. Có hai tình tiết đáng lưu ý, đó là bắt cóc trẻ em và tống tiền. Đối chiếu với quy định tại Bộ Luật Hình sự 2015 có thể thấy, những hành vi của cựu thượng úy cảnh sát giao thông Nguyễn Đức Trung có dấu hiệu cấu thành tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 Bộ Luật Hình sự 2015. Do đó, việc cơ quan điều tra tạm giữ hình sự Trung để điều tra hành vi này là hợp lý và có cơ sở. Theo quy định tại Điều 169 Bộ Luật Hình sự 2015, người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trường hợp tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, căn cứ khoảng 4 điều này, người phạm tội sẽ đối diện khung hình phạt 15-20 năm tù hoặc tù chung thân. Quá trình điều tra làm rõ để tiến hành truy tố, xét xử nghi can Nguyễn Đức Trung, cơ quan tiến hành tố tụng cũng sẽ xem xét để ghi nhận các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Với hành vi sử dụng súng bắn đạn cao su, chống trả lực lượng chức năng làm nhiệm vụ truy bắt, làm một cán bộ cảnh sát hình sự thuộc công an quận Long Biên bị thương, nghi can Nguyễn Đức Trung có thể bị xem xét thêm trách nhiệm hình sự về tội chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự 2015. Kể cả trong trường hợp kết quả giám định cho thấy cán bộ này có tỷ lệ phần trăm thương tật dưới 11%, Trung vẫn có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015. Ngoài ra, Trung còn bị xử lý về tội sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ, bởi súng bắn đạn cao su do Trung mang theo không phải là vũ khí quân dụng. Nếu trước đó nghi can này từng bị xử phạt hành chính hoặc kết án về hành vi này, thì sẽ bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ theo Điều 306 Bộ Luật Hình sự 2015 với khung hình phạt áp dụng là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!